Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần cẩn trọng trước chiến thuật bùn xám của Trung Quốc. Ngày 4 tháng 10, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt bình luận: sau hành xử thô bạo, Trung Quốc sẽ làm gì tiếp? Tác giả cho biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên án mạnh mẽ hành vi truy đuổi và tấn công ngư dân Quảng Ngãi của lực lượng Trung Quốc, gọi đây là hành xử thô bạo. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, chính thức phản đối những hành vi này. Và đây là hình bài trên VOA. Tác giả nhận xét, thái độ cứng rắn trên phản ánh rõ sự bất bình của Việt Nam trước những hành động của Trung Quốc liên tiếp vi phạm chủ quyền và quyền lợi của ngư dân Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa. Tác giả trích dẫn dự án Đại sử ký Biển Đông cho biết, đã có ít nhất 2 vụ tấn công tàu cá Việt Nam xảy ra tại khu vực quần đảo Hoàng Sa trong ngày 29 tháng 9. Tác giả dẫn đánh giá của nhà nghiên cứu Raymond Powell, người sáng lập và giám đốc của Sea Light, dự án về minh bạch hàng hải, đăng trên VOA cho rằng các tàu chấp pháp của Trung Quốc trên thực tế đã biến thành một lực lượng bán quân sự, được phép sử dụng mọi phương tiện sẵn có để buộc các nước láng giềng phải phục tùng. Tác giả nhắc lại, từ trước đến nay, Trung Quốc luôn tìm cách để duy trì ảnh hưởng đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội ngày càng mở rộng quan hệ với các nước phương Tây và Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã đẩy mạnh chiến lược cái gậy và củ cà rốt nhằm kiềm chế Việt Nam. Thời gian gần đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm các nước Mỹ, Pháp, Iceland và tham gia các diễn đàn quốc tế, càng khiến Bắc Kinh tăng cường các động thái quân sự và ngoại giao để tạo sức ép đối với Việt Nam. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Tác giả lưu ý, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, câu hỏi Trung Quốc sẽ làm gì tiếp không chỉ đơn giản là một lời cảnh báo mà còn là một dự đoán có cơ sở về những hành động tiếp theo của Bắc Kinh. Các hành vi hung hăng của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam không phải là những sự cố riêng lẻ mà là một phần trong chiến thuật vùng xám mà Bắc Kinh áp dụng ở Biển Đông. Tác giả nhận định, trong tương lai, Trung Quốc có thể tiếp tục kết hợp các biện pháp quân sự và ngoại giao để gia tăng áp lực lên Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm khi Hà Nội có những thay đổi trong ban lãnh đạo cấp cao. Bắc Kinh có thể lợi dụng thời điểm này để làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn nỗ lực của Việt Nam trong việc thắt chặt quan hệ với phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Theo tác giả, dựa vào các động thái gần đây của Bắc Kinh, có thể dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì một chiến lược kết hợp giữa sức mạnh cứng và mềm nhằm đạt được các mục tiêu của họ trong khu vực Biển Đông. Đồng thời, Bắc Kinh cũng có thể gia tăng sức ép kinh tế thông qua các biện pháp như hạn chế xuất nhập khẩu hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm gây khó khăn cho Việt Nam trong việc duy trì các quan hệ đối tác chiến lược với phương Tây. Và đây là hình ông Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tuy nhiên, tác giả cho rằng với sự chủ động và kiên định của Việt Nam trong việc củng cố các mối quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu, Trung Quốc có thể sẽ phải điều chỉnh chiến lược của họ, tạo ra sự cân bằng giữa việc gây sức ép và duy trì mối quan hệ hợp tác cần thiết với Việt Nam. Tác giả cũng cho biết, nhân dịp Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc đã kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo máy bay. Tác giả đánh giá, trước mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và công nghệ với Việt Nam của Trung Quốc, Hà Nội cũng sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam cần duy trì một chiến lược ngoại giao cân bằng bền, tiếp tục thu hút đầu tư và hỗ trợ từ phương Tây, đồng thời không để mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng quá mức. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam cần cẩn trọng trước chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại bàng sẽ không làm tổ trên ngọn tre. Ngày 4 tháng 10, Báo Tiếng Dân đăng bình luận "Hãy dẹp cái bụi tre ấy đi" của tác giả Nguyên Tống. Bài viết bình luận về lý do tại sao các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon lại không đầu tư vào Việt Nam, trong khi sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đô la để đầu tư vào các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Và đây là hình bài bình luận của tác giả Nguyễn Tống trên báo Tiếng Dân. Được biết, tháng 5 năm 2024, Amazon tuyên bố đầu tư 12 tỷ Sing để mở rộng hạ tầng đám mây tại Singapore. Cũng trong tháng 5, Microsoft thông báo đầu tư dịch vụ đám mây trị giá 2,2 tỷ đô la vào Malaysia và 1,7 tỷ đô la vào Indonesia. Mới đây vào đầu tháng 10 này, Google công bố đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan để xây trung tâm dữ liệu và đám mây, đồng thời rót 2 tỷ đô la vào dịch vụ đám mây chủ quyền tại Malaysia. Thời báo chấm đề giới thiệu bài bình luận nói trên của tác giả Nguyên Tống đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hồi nhỏ, tuy nhà mình ở giữa nội thành Hà Nội, nhưng có vườn và bố mình trồng một bụi tre. Mình để ý thì thấy xung quanh bụi tre đó không trồng được gì. Vì rễ tre rất cứng và lan rộng, ăn không từ thứ gì, nên hút hết chất của đất, cây khác không sống được. Còn lá tre rụng, phủ dày đến mức cỏ cũng không mọc nổi. Nói chung, nó là loại cây mà không sống chung được với các loài thực vật khác, dù là cây thân gỗ hay rau cỏ. Và đây là hình Microsoft đầu tư vào dịch vụ đám mây ở mức hàng tỷ đô la Mỹ vào Malaysia và Indonesia. Lại nữa, chim chóc bình thường cũng không thể làm tổ, vì ngoài chuyện nhiều gai ra thì nó còn rất nguy hiểm khi cứ gió chiều nào ngã chiều ấy. Các thân tre ngã qua ngã lại, cọ vào nhau càng kẹt, rất dễ kẹp nát tổ chim, vỡ trứng, chết chim. Chim nhỏ và ngu đần còn biết né, huống chi tinh khôn như đại bàng. Thế là sau vài năm, nhận ra vấn đề thì bố mình chặt hết bụi tre, còn phải đào hết gốc để bọn búp măng non khỏi mọc lại. Mình cùng bố xây một cái chuồng heo ở chỗ đó, trên làm cái gác xếp nuôi gà và trồng rất nhiều cây ăn quả, những khóm hoa đủ màu và cả rau xanh xung quanh. Nhà mình thời bao cấp mà vừa có thịt heo để bán, vừa có thịt gà, lá chanh cùng các loại hoa quả và rau để ăn, có hoa để ngắm, chim chóc rủ nhau về làm tổ ríu rít suốt ngày, nghe rất bình yên, thư giãn. Nên mình muốn có mấy lời với các bác nông dân thích cây tre. Đã trồng cây tre thì đừng mong có cây nào chung sống thân thiện và cũng đừng mong chim chóc hay đại bàng đến làm tổ. Kể cả có lót ổ sẵn nó cũng không đến. Trồng làm hàng rào thêm thắt ở ngoại vi thì được, mà cũng phải đào hào cách ly để ngăn rễ nó đâm sang, ăn không từ thứ gì của vườn. Chứ chủ đạo trồng tre là chính thì soi hỏng bỏng không đấy, chẳng hay ho gì đâu. Và đây là hình Google đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Thái Lan và Malaysia để xây dựng trung tâm dữ liệu và đám mây. Dùng cáp quang Internet của Tàu không biết rẻ hơn được mấy đồng hay lợi ích ngoại giao gì, nhưng chắc chắn là Google hay Microsoft, Amazon không đời nào bỏ mấy chục tỷ đô xây trung tâm dữ liệu để chạy trên đường cáp quang có nguy cơ bị mất trộm thông tin, dữ liệu cao như thế cả đâu. Các tập đoàn công nghệ hay sản xuất, dịch vụ sử dụng công nghệ cao khác, sau này cũng vậy, chẳng ai muốn các thông tin trao đổi hay dữ liệu kinh doanh của mình có nguy cơ bị thu thập lén mà không làm gì được kẻ ăn trộm cả. Nên mọi tính toán hay quyết định đều cần cân nhắc nhiều phương diện, chứ đừng tính ngắn quá. Rồi lại vò đầu, bứt tai, không hiểu vì sao đại bàng không chịu đến làm tổ trên ngọn tre. Cơ hội nhiều khi chỉ đến một lần, mà bỏ lỡ thì đừng hỏi vì sao mình cứ mãi tụt hậu. Dẹp cái bụi tre như bố mình đã làm đi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại bàng sẽ không làm tổ trên ngọn tre. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.